xíu là game đời á, cho ta hai nút giữa việc chọn và bỏ chọn thì nó không còn là quan trọng nữa. Quan trọng là khi làm tiếng chuông cắt vang lên mà trong lòng mình cảm thấy sâu lắng và an nhiên, trong não mình cảm thấy nó thoải mái, nó thảnh thơi, thì đó mới là một cái sống tự tại, một cái sống nhiều điều hạnh phúc đơn giản mà hàng ngày chúng ta không nhận ra. Chỉ cần tiếng chuông cắt vang lên, mọi sự an nhiên ở điều kiện xung quanh mình đều là những sự trải nghiệm hạnh phúc mà chúng ta thường hay bỏ qua, lãng quên một cách tự nhiên. Thì nhờ tiếng chuông này chúng ta có kết nối với sự tĩnh lặng, kết nối với sự an nhiên, kết nối với sự thư thái, bỏ những tạp niệm ở bên ngoài để ta hướng về nội tâm ở bên trong. Khi có chiếc chuông xoay bên tai giúp chúng ta trở về bên trong chúng ta một cách rõ ràng nhất.